Xin chào các bạn, Texas là một trong những tiểu bang lớn có tốc độ phát triển nhanh của nước Mỹ. Tiểu bang này có những thành phố nổi tiếng như là Houston, Dallas và Austin. Những thành phố cũng luôn nằm trong top những thành phố phát triển nhanh nhất của xứ sở cờ hoa. Và bên cạnh đó, Texas còn rất nhiều điều thú vị nữa, những câu chuyện từ quá khứ cho đến hiện đại. Về lịch sử thì Texas từng là một quốc gia độc lập. Và cái tên Texas bắt nguồn từ ngôn ngữ của những người da đỏ. Cái tên này được dịch ra có nghĩa là bạn bè hoặc là đồng minh. Tên này được đặt bởi những người bản địa sống ở đây. Sau đó những người Tây Ban Nha đã tới và họ nghe được những cái từ đó. Cho đến ngày nay, phương châm của Texas là tình bạn, thể hiện sự hiếu khách của những người miền Nam. Và đó chính là điều mà tiểu bang này được biết đến nhiều nhất. Texas là một tiểu bang đông dân thứ hai và có diện tích lớn nhất trong số các bang liền kề của nước Mỹ, với diện tích lên đến 696.200 km² và dân số lên đến 26 triệu người. Như vậy là diện tích của tiểu bang Texas lớn hơn bất kỳ một nước nào khác tại châu Âu, ngoại trừ phần lãnh thổ của nước Nga tại châu Âu. Diện tích của họ chỉ nhỏ hơn duy nhất một tiểu bang, chính là Alaska, nhưng Alaska thì nằm tách biệt so với những tiểu bang liền kề của nước Mỹ, và dân số kém duy nhất một tiểu bang đó là California. Tiểu bang Texas thì nằm ở tận cùng phía nam của nước Mỹ. Tiểu bang này không chỉ có đường biên giới với những tiểu bang khác mà còn có đường biên giới với Mexico, một vị trí có thể nói là cực kỳ quan trọng của nước Mỹ. Và trong rất là nhiều bộ phim thì hình ảnh của tiểu bang Texas cũng xuất hiện rất là lớn khi có những cái vụ đào tẩu từ Mỹ sang Mexico, đặc biệt là những vụ gây án sau đó trốn sang Mexico. Bang Texas có diện tích và quy mô lớn như vậy, khí hậu rất là đặc biệt khiến nơi đây trở nên khác biệt lạ thường. Và đây là tiểu bang có rất nhiều sa mạc. Diện tích rộng như vậy cũng đồng nghĩa với nhiều thảm họa thiên nhiên. Một cơn bão lớn khủng khiếp vào năm 1900 mang tên là Galveston đã cướp đi sinh mạng của từ 6.000 cho đến 12.000 người, với mực nước dâng từ 2,4 cho đến 4,5 mét đã đổ bộ vào tiểu bang Texas. Hay siêu bão Katrina từng đổ bộ vào nước Mỹ cũng đã từng cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, và siêu bão này cũng đổ bộ phần nhiều vào tiểu bang Texas. Texas là tiểu bang tập trung trữ lượng dầu khí lớn nhất của nước Mỹ, dẫn đến nền công nghiệp ở nơi đây cực kỳ phát triển. Nhờ đó mà kinh tế cũng tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ và giáo dục cũng tăng trưởng theo. Texas là tiểu bang có tổng GDP cao thứ hai của nước Mỹ. GDP của tiểu bang Texas rơi vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là con số này cực kỳ ấn tượng. Với 2 tỷ đô la Mỹ thì GDP của Texas có thể đứng ở trong top 10 trên thế giới, vượt qua những nền kinh tế như là Brazil, Nga, Hàn Quốc, Úc, Iran và Tây Ban Nha. Nền kinh tế của tiểu bang Texas chỉ kém duy nhất một tiểu bang, đó lại là California. Dân cư thì đông đúc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí thuận lợi, văn hóa đa dạng, góp phần giúp cho tiểu bang này có một nền kinh tế phong phú và đặc biệt. Texas là một tiểu bang quen thuộc với nhiều người Việt hoặc là nhiều người gốc Việt. Những ngôn ngữ phổ biến ở Texas đương nhiên là tiếng Anh rồi và tiếng Tây Ban Nha, với một lịch sử mà tiểu bang này gắn liền với Tây Ban Nha trong quá khứ. Nhưng đi sâu vào trong gia đình thì còn có những sự thật thú vị khác nữa. Đó là ở tiểu bang Texas có khoảng 250.000 người đang nói tiếng Việt, và ngoài ra có khoảng 200.000 người đang nói tiếng Trung. Tiếng Việt và tiếng Trung đều là những ngôn ngữ phổ biến tại tiểu bang Texas. Có rất nhiều thành phố lớn tại tiểu bang Texas của nước Mỹ, tuy nhiên tiêu biểu nhất phải kể đến 3 thành phố chính, đó là Houston, San Antonio và Dallas. Houston chính là thành phố lớn nhất của Texas, đồng thời cũng là một trong những thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Thành phố này còn được gọi với cái tên trìu mến, đó là đô thị năng động, bởi sự sôi động của nơi đây. Người ta nói rằng Houston là một thành phố không ngủ, khi buổi sáng là sự bận rộn của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đêm xuống là thiên đường giải trí với những hộp đêm và những quán bar. Nằm ở phía đông nam của tiểu bang Texas, Houston được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống bậc nhất tại nước Mỹ. Dallas thì được xem như trái tim của nghệ thuật tại Texas, vậy nên khi đến với Dallas thì rất nhiều người sẽ cảm thấy ấn tượng. Không đông đúc và cũng không sôi động như Houston, nhưng Dallas lại có cái chất riêng của mình. Đặc biệt nơi đây có những khu vực nổi tiếng dành cho nghệ thuật, mà tiêu biểu là nhà hát opera hình chiếc trống. Và trong danh sách thì cũng không thể không kể đến San Antonio. Nằm ở phía nam của Texas, San Antonio được ví như một thành phố đã chứng kiến sự phát triển đầy thăng trầm của Texas. Nếu mà bạn muốn tìm một nơi nào đó để tìm hiểu về văn hóa miền Tây nước Mỹ thì San Antonio là một nơi cực kỳ phù hợp. Nói đến miền Tây, nói đến nắng, nói đến gió, và tiểu bang Texas là một nơi dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng gió của nước Mỹ. Có rất nhiều những nhóm tua bin gió được dùng để sản xuất ra điện từ khắp tiểu bang này. Một tiểu bang có diện tích thậm chí còn lớn hơn cả nước Pháp, và vậy năng lượng gió cũng rất là dồi dào. Và những cái nhóm tua bin như vậy được gọi với cái tên là trang trại gió.
Theo một số thông tin thì ở nước Mỹ có 3 mạng lưới điện, trong đó có một mạng lưới điện dành cho các bang ở miền Đông, một mạng lưới điện dành cho các bang ở miền Tây và mạng lưới điện còn lại thì dành riêng cho bang Texas. Và bang Texas chính là quê hương của những chàng cowboy. Cowboy hay còn được người Việt chúng ta biết đến với cái tên cowboy hay là cowboy miền Tây. Thực chất đúng như cái tên của họ, họ là những người chăn gia súc cho các địa chủ tại miền Tây nước Mỹ ngày xưa. Cow là bò, boy là chàng trai, cowboy có nghĩa là chàng trai chăn bò. Những chàng trai chăn bò này xuất hiện nhiều nhất ở vùng đất Texas nên còn được nhiều người gọi là cowboy Texas. Người phương Tây thì vốn mặc định một niềm tin rằng cowboy là những người đàn ông luôn cưỡi ngựa đeo súng, không bị ràng buộc bởi một nền văn minh nào đó. Và theo ngôn từ của Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, ông Roosevelt, thì cowboy thể hiện một mẫu người cứng rắn và tự lực, những người hội tụ đầy đủ phẩm chất của người đàn ông có ích cho đất nước. Nhưng mà những anh chàng cowboy thực sự thì không phải như vậy. Họ là những người quanh năm tất bật chăn thả gia súc tại những nơi hẻo lánh của tiểu bang Texas ngày xưa. Hầu hết là cuộc sống của họ cũng khá là tẻ nhạt và cũng không phải là những người được xã hội coi trọng. Họ từng là nô lệ, từng là những người nghèo khổ, từng là những người anh điên, tức là những người da đỏ bản địa bị áp bức, và họ chỉ được hưởng một chút quyền lợi từ những người chủ của mình mà thôi. Ví dụ như là một ngày có 24 giờ thì có khi phải làm việc đến 20 giờ và yêu cầu bắt buộc phải là khỏe mạnh, to lớn, bởi vì công việc của họ là chăm sóc cả bầy gia súc từ sáng đến tối cơ mà. Buổi sáng thì đưa chúng đến những nơi có đồng cỏ xanh tươi hoặc những nơi có nguồn nước ngọt để chúng ăn uống, rồi tối lại lùa chúng về trang trại. Câu chuyện khá giống với những anh chàng chăn bò ngày xưa cho những phú ông tại Việt Nam. Hình dung một chút thế thôi để mà chúng ta dễ có sự liên tưởng. Nghe thì nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng mà thực chất có rất nhiều khó khăn. Chỉ đơn giản là quản lý số gia súc lên đến hàng trăm con đủ to béo cũng đã khó rồi. Hơn nữa phải đảm bảo chúng an toàn trước những mối đe dọa từ kẻ thù. Và những anh chàng từ Texas thì phải cảm ơn những người từ Hollywood. Những người từ Hollywood đã giúp cho hình ảnh của những anh chàng chăn bò, những anh chàng cowboy được nâng lên một tầm cao mới. Đội mũ trông rất là chất, súng lục thì nhét ngang hông, đi những cái đôi giày cổ cao, trông bụi bặm nhưng cũng không kém phần lãng tử. Một điều thú vị tiếp theo của bang Texas thì lại không liên quan nhiều đến câu chuyện về miền Tây, đó là thực đơn cá sấu. Mặc dù độc đáo nhưng mà việc ăn thịt cá sấu không phải là một câu chuyện mới mẻ gì cả. Thực tế thì người nước Mỹ ngay từ thế kỷ 19 họ đã ăn thịt cá sấu rồi. Phần thịt thường được lấy từ đuôi, xương sườn hoặc là thăn của cá sấu. Cá sấu trong lịch sử là nguồn cung cấp protein quan trọng cho những bộ lạc thổ dân châu Mỹ bản địa. Và sau đó thì những người châu Âu đến thì họ cũng học tập theo thói quen ăn thịt cá sấu. Thịt cá sấu giàu protein nhưng mà ít chất béo, làm nó trở thành một lựa chọn ăn uống tương đối là lành mạnh. Khi so sánh với một miếng thịt bò bằng nhau thì thịt cá sấu có ít calo hơn một chút. Nhu cầu về giày, túi sách và thắt lưng sang trọng làm từ da cá sấu đã dẫn đến việc thành lập những trang trại cá sấu vào những năm giữa thế kỷ 20. Và những trang trại này thì không chỉ cung cấp da cá sấu cho thị trường mà còn cung cấp cả thịt cá sấu thương phẩm nữa. Cá sấu có thể tìm thấy trong thực đơn tại các nhà hàng, nhưng mà người dân địa phương vẫn thích săn bắn và ăn thịt cá sấu hoang dã. Một thú vui có thể nói là cực kỳ tao nhã. Có người cho rằng cá sấu có vị như thịt gà, và công thức những món ăn làm từ cá sấu thì họ cứ áp dụng công thức nấu thịt gà vào. Có người thì cho rằng giống như sự kết hợp giữa thịt lợn và thịt tôm.